thì chúng ta cứu rất có thể là nhân vật quan trọng. Trong mắt bác sĩ, người nằm trên giường bệnh chỉ có một loại người, đó là bệnh nhân. Hiến tặng nội tạng người chết là quyết định cá nhân của người thân, dùng nội tạng của mình để duy trì sinh mạng của người khác, đó mới gọi là ý nghĩa của cuộc sống. Tôi cũng rất muốn giống như cô vậy. Khi đối mặt với bệnh nhân bị phẫu thuật thất bại sẽ rơi lệ. Tại sao đối xử với tôi như vậy? Anh có quyền lựa chọn con mắt nhắm, con mắt mở. Chúng ta là bác sĩ, không phải thần tiên, không thể cải tử hồi sinh được. Chưa bao giờ có trưởng khoa nào làm cô phục. Chỉ có ngày này, cô thật sự có chút khác hẳn. Cô đã yêu anh. Phải. Bác sĩ cũng là người bình thường, có nhiều chuyện không thể thay đổi được. Có phải tôi sẽ chết trên bàn mổ không? Thắp sáng ngọn lửa sinh mạng, lan tỏa ánh sáng nhân tính. Bộ phim Người Hùng Cương Trắng phát sóng lúc 20 giờ ngày 10 tháng 6, chỉ có trên SCTV 9.